Và như chị Quỳnh vừa nói ở trên thì Singapore là một điểm đến lý tưởng cho việc học ngành du lịch khách sạn của sinh viên. Như vậy thì trường nào ở đất nước Singapore có đào tạo cái ngành này nổi bật thưa chị Nhi? Tân Đại Dương xin giới thiệu cho các bạn biết một vài trường đào tạo chuyên ngành quản trị du lịch khách sạn đạt chứng nhận EduTrade tại Singapore mà Tân Đại Dương đã làm việc và đang là đại diện tuyển sinh chính thức tại Việt Nam. Thứ nhất đó là trường Kaplan Higher Education Academy và trường thuộc tập đoàn giáo dục Kaplan của Hoa Kỳ. Nhà cung cấp giáo dục hàng đầu trên thế giới với hơn 500 khu học xá ở 30 quốc gia toàn cầu. Tập đoàn Kaplan thì đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1 triệu sinh viên hàng năm. Tiếng Anh thì có 5 cấp độ và học 2 tháng trên một cấp độ với chương trình từ sơ cấp, trung cấp đến lại cao cấp. Cao đẳng ngành du lịch khách sạn thì sẽ học trong vòng 8 tháng và đại học cử nhân thì bằng đơn bằng kép về du lịch khách sạn thì do đại học MDOT Úc cấp bằng, thời gian học từ 16 đến 24 tháng và cử nhân quản trị du lịch khách sạn quốc tế do đại học Northern Priya Anh Quốc cấp bằng, học trong vòng 16 tháng. Thạc sĩ khoa học trong kinh doanh với quản lý du lịch khách sạn thì bằng cấp do Northern Priya University Anh Quốc cấp bằng và học trong vòng 15 tháng. Và trường thứ hai mà Tân Đại Dương muốn giới thiệu đến các bạn đó là trường Đại học James Cook, gọi tắt là GCU, là một trong 10 trường đại học nhiệt đới hàng đầu trên thế giới về các khóa học khác nhau, được xếp hạng tiêu chuẩn đạt đại học 5 sao về kinh nghiệm giảng dạy theo sự bình chọn của World University Guide năm 2006, là một trong 500 trường đại học hàng đầu trên thế giới và là một trong 100 trường đại học hàng đầu châu Á. Và về chương trình học thì Anh Văn thì có 3 cấp độ, 4 tháng cho một cấp độ. Cử nhân khách sạn du lịch thì học trong vòng 2 năm và kỳ nhập học là vào tháng 3, tháng 7 và tháng 10. Thạc sĩ du lịch quốc tế và quản trị khách sạn là học trong vòng 1 năm và kỳ nhập học cũng là tháng 3 và tháng 7 và tháng 10. Và trường thứ 3 đó là Học viện Phát triển Quản lý Singapore, gọi tắt là MBIS, được thành lập từ năm 1956 là tổ chức giáo dục chuyên nghiệp hoạt động vì mục đích phi lợi nhuận lớn tại Singapore. Chương trình du lịch khách sạn bằng do trường đại học Sunderland và tiếng Anh thì có 5 cấp độ và chúng ta sẽ học 2 tháng trên một cấp độ. Cao đẳng về du lịch, lữ hành và khách sạn thì học trong vòng 7 tháng. Đại học Đại Cương về du lịch, lữ hành thì có 17 tháng học và 6 tháng mình sẽ làm đề tài thực tế. Cử nhân quản trị khách sạn và du lịch thì quốc tế thì chúng ta sẽ học trong vòng 9 tháng. Thì ngành du lịch Việt Nam ra đời muộn hơn so với các nước trên thế giới, nhưng vai trò của nó thì không thể phủ nhận. Du lịch là một ngành công nghiệp không khói, mang lại thu nhập lớn cho nền kinh tế và giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần truyền bá hình ảnh Việt Nam ra toàn thế giới. Năm 2012 thì hàng loạt tạp chí và tổ chức chuyên về du lịch quốc tế và khu vực đưa Việt Nam vào danh sách những điểm đến hấp dẫn đối với các du khách quốc tế. Trước đó, tạp chí du lịch trực tuyến hàng đầu châu Á Smart Travel Asia cũng công bố Hà Nội và Hội An là 2 trong 10 điểm đến hấp dẫn tại châu Á trong năm 2011. Và Việt Nam được gọi là vùng đất nghỉ dưỡng của cư dân thế giới và đón nhận hàng chục triệu lượt khách hàng năm. Và không ngừng tại đó, ngành du lịch đã và đang thực hiện những chiến lược dài để Việt Nam trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu. Trong đó quan trọng là đầu tư vào chất lượng nhân sự của ngành. Hàng loạt các khách sạn 5 sao, resort cao cấp của các tập đoàn nổi tiếng trên thế giới mọc lên không ngừng tại các thành phố lớn, càng chứng tỏ được nhân lực Việt Nam trong ngành du lịch khách sạn, nhà hàng cần phải được đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp và chuyên sâu để có thể đáp ứng đủ yêu cầu làm việc tại các tập đoàn nước ngoài. Xin được cảm ơn các vị khách mời về những thông tin chia sẻ về ngành du lịch khách sạn tại đất nước Singapore. Và tin chắc rằng quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh sinh viên sẽ có thêm những thông tin cho mình khi lựa chọn ngành học này tại